chào cô chú anh chị. Hôm nay xe máy Trọng Tình xin gửi đến cô chú anh chị một chiếc Ari Black. Xe rất là mới. Cô chú anh chị mua về sẵn xài à. Con này là không có một vết chày. Mẫu này rất là hiếm nha. Màu đỏ, đen. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con xe nha. Xe chưa có một vết chày nha cả nhà mình. Đây. Máy bao zin chưa qua dọn sửa, đầu lồng chưa rớt ha, đầu lồng chưa rút ốc, đó, phun xăng điện tử EFI. Biển số 70-221539 ha. Sơn đang còn màu vàng ha, rất là đẹp, sơn của hãng. Tem chưa có vết chày nha, nguyên con chưa có vết chày. Chìa khóa đang sử dụng chìa khóa remote nha cả nhà mình, chìa khóa remote nha. Bấm tìm xe trong bãi. Đây bây giờ mình sẽ test máy nha. Audio 14.000 cây nha cả nhà mình, 14.141 cây ha. Mình sẽ test xi nhan còi đèn. Đó. Còi đèn xi nhan đầy đủ. Con này là năm 2014. Đời nhập Thái nha cả nhà mình. Thì cô chú anh chị mua thì điện thoại cho Tình theo số điện thoại 0913456970 ha. Và bấm theo dõi kênh YouTube của mình. Nếu có xe nhập mới thì sẽ đăng lên kênh của mình nha. Cô chú anh chị đăng ký kênh để xem những video clip mới nhất. Con xe này giá thị trường là đang nằm khoảng 23 tới 25 triệu nha. Thì hôm nay bên Tình giảm giá bán còn 18.800.000. Cô chú nhanh tay nha, vì cái xe này chỉ có một cái thôi, bên mình không có nhiều nha. Bánh mâm trắng. Giá rất là hợp lý. Cô chú anh chị mua về xài Tết là ngon luôn. Con này mới chạy có audio có 14.000 à. Xe rất là mới nha. À, 14.000. Ốc tán đang còn sáng, màu sơn của hãng đang còn luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nha. Liên hệ với Tình khi mua xe để Tình ship xe cho cả nhà mình cả nước được nha.